Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe ở trên Honest DeFi với dự án Pyramid. Đấy thì Pyramid là một cái dự án theo cái trend mutual. Đấy và dự kiến thì nó sẽ được IDO ở trên cái nền tảng Honest DeFi và trên một số các cái nền tảng khác như là BSC Station hay là Farm Central. Và hiện tại thì ở bên Honest DeFi đang có một cái chương trình Europe, đó là tặng thưởng 80.000 cái đồng token Pyra dành cho những cái user của Honest. Thì để các bạn có thể tham gia được cái sự kiện này thì không nhất thiết là các bạn cần phải có tài khoản Honest nha. Chúng ta không có tài khoản Honest thì các bạn vẫn có thể tham gia được. Còn nếu bạn nào mà chúng ta chưa có tài khoản Honest mà các bạn muốn đăng ký thì các bạn có thể nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Thì đây, hiện tại thì chúng ta đã thấy ở đây thì thời gian còn lại cho cái sự kiện này còn lại khoảng 3 ngày, 21 giờ nữa. Tức là nó sẽ kết thúc vào tầm khoảng ngày mùng 9 tháng 6. Hôm nay là ngày mùng 6 đúng không ạ? Đúng rồi, thì nó sẽ kết thúc vào tầm khoảng ngày mùng 10 tháng 6, và cụ thể là 14 giờ ngày mùng 10 tháng 6 thì nó sẽ kết thúc. Còn dự án thì dự kiến thì sẽ được IDO vào ngày mùng 9 tháng 6 ở trên Honest DeFi. Vậy thì để các bạn có thể tham gia thì đầu tiên chúng ta cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Đấy, mình sẽ để một cái đường link tham gia ở phía dưới. Sau khi các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển đến cho các bạn cái giao diện Europe như thế này. Thì ở đây đầu tiên là ở phần phía trên chúng ta sẽ thấy có một cái phần đó là đăng nhập. Đây, thì các bạn click vào, sau đó chúng ta sẽ chọn đăng nhập bằng Google hoặc là đăng nhập bằng Facebook. Nếu các bạn có tài khoản Honest thì ở đây các bạn nhập đăng nhập bằng tài khoản Honest cũng được. Ok. Sau khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ cho chúng ta tham gia. Đấy, hoặc là các bạn có thể nhấn vào cái phần tham gia Europe ở đây. Đó, thì nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hoàn thành từng cái nhiệm vụ một. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn sẽ follow Honest Finance ở trên Twitter. Đấy, hiện tại thì mình đã follow rồi. Đó, thì sau khi mà các bạn đã follow xong thì quay lại thì nó sẽ điền xong ở đây nhá. Thì tương tự như vậy thì sẽ có cái phần là chia sẻ này, thông báo Europe với hashtag này. Đó, thì các bạn click vào, sau đó chúng ta tiến hành chia sẻ. Đây thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái bài chúng ta cần retweet về đây. Thì các bạn thả tim, sau đó các bạn sẽ retweet cái bài này về. Ok, retweet và tag thẻ ba bạn bè đấy nhá. Các bạn lưu ý ở đây thì chúng ta mình sẽ làm lại này. Đây, chúng ta sẽ copy cái sao chép cái hashtag. Rồi các bạn nhấn vào phần quote tweet, sau đó chúng ta sẽ dán cái hashtag vào. Kèm theo đó là các bạn sẽ lấy cho mình ba bạn bè để chúng ta tag thẻ vào. Ok, thì mình sẽ vào mình lấy những cái bạn bè mà mình thường xuyên chia sẻ nhé. Còn nếu anh em nào mà chưa có bạn bè để tag vào thì các bạn có thể tag thẻ mình vào. Đấy, follow cũng như là tag thẻ mình vào trong các cái kèo Europe. Rồi thì đây mình sẽ chọn lướt xuống và tìm ba cái người bạn đây rồi. Thì mình sẽ copy ba cái người bạn này của mình. Ok, sau khi mà chúng ta sao chép xong thì các bạn quay lại đây và chúng ta sẽ dán ba người bạn này vào nhé. Và các bạn sẽ nhấn vào phần tweet, như vậy là hoàn thành. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi tin tức Honest DeFi, thì các bạn sẽ mở cái trang Telegram của nó ra. Đây, các bạn sẽ join vào cái nhóm này nhé. Ok, hiện tại thì mình cũng đã join rồi. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ tham gia cộng đồng Honest DeFi. Đây là một cộng đồng trên Telegram thì các bạn cũng sẽ join vào. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái tin tức của cái dự án Pyramid. Đây, thì đây là cái dự án mà hôm sau nếu bạn nào mà muốn tham gia IDO thì chúng ta cũng nên join vào để các bạn có thể cập nhật được các cái thông tin. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ tham gia cộng đồng của Pyramid. Đó, thì hiện tại thì ở trên Honest DeFi đã có các cái pool rồi nhá. Đó, thì lát nữa có thể là video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tham gia IDO ở trên Honest DeFi với cái dự án Pyramid này. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái đường link ở đây. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên Rai Wallet. Thì cái phần này thì nó đề cập đến Rai Wallet. Tuy nhiên ấy, thì cái ví Rai Wallet với cái ví MetaMask của chúng ta là một nha. Cái địa chỉ ví nó là một thôi. Đấy, nên là các bạn có thể sử dụng ví Rai Wallet cũng được, hoặc là các bạn sử dụng ví MetaMask cũng được. Nó không ảnh hưởng gì đến cái quyền lợi cũng như là không ảnh hưởng gì đến cái việc mà chúng ta join Europe cả. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái ví MetaMask cho nó tiện lợi nhé. Đấy, còn ví Rai thì mình sử dụng ở trên điện thoại. Những bạn nào mà người mới, chúng ta mới tham gia Europe thì Rai cũng là một cái ví mình thấy nó cũng giao diện đẹp và cũng khá là sử dụng cho anh em. Đấy, thì chúng ta có thể tải về trải nghiệm sau. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dán vào và nhấn vào phần tham gia Europe. Thì như vậy là nó đã hiện lên cái phần là tham gia Europe thành công. Đó, thì như vậy là nó sẽ hiện ở đây là đã tham gia.
Rồi vào cuối cùng là các bạn sẽ lấy cái đường link rep chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần sao chép đường link để chia sẻ cho bạn bè. Thì ở cái nhiệm vụ chia sẻ cho bạn bè này thì không nhất thiết là các bạn cần phải hoàn thành nhá, không nhất thiết chúng ta cần phải 10 bạn. Vì đây thì chúng ta sẽ thấy là có 350 suất random dành cho những cái bạn mà hoàn thành các cái nhiệm vụ, không bao gồm cái nhiệm vụ chia sẻ đường link. Còn đối với những cái bạn mà chúng ta có cái khả năng tuyển rep, có cái khả năng đi giới thiệu bạn bè thì sẽ có 20 suất dành cho top giới thiệu. Đấy, và sẽ cùng ăn chia cái pool thưởng là 10.000 cái đồng token Pira. Còn 350 suất may mắn thì sẽ ăn chia cái pool thưởng là 70.000 cái đồng token Pira. Ok, và thời gian diễn ra chương trình này thì từ ngày 6 tháng 6 cho đến 14 giờ ngày 10 tháng 6. Và hôm sau ấy, thì nó sẽ phát thưởng cho chúng ta sẽ truy cập vào phần Honor Defi để chúng ta nhận thưởng nhé. Đây, đấy, thì cái phần thưởng này thì nó sẽ không tự động trả về ví mà chúng ta sẽ tiến hành claim ở trên cái nền tảng Honor Defi. Thì hôm trước mình cũng đã có share cho anh em một cái kèo Aerox về cái dự án. Đây, một số các cái kèo Aerox về cái dự án ở các cái dự án ở trên Honor Defi. Đấy, thì hôm sau nếu mà vào ấy thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta kết nối với cái ví MetaMask của chúng ta nhé. Đây, các bạn sẽ tiến hành kết nối với cái ví MetaMask của chúng ta. Thì sau khi mà các bạn kết nối xong ấy, thì ở đây nó sẽ hiện tất cả các cái dự án Aerox mà chuẩn ví dụ như đang diễn ra này, rồi sắp diễn ra này. Đấy, những cái kèo đã đóng này. Bây giờ mình sẽ thử loát lại xem nó có hiện lên các cái pool sự kiện hôm trước không nhé. Đây, thì hôm sau các bạn sẽ vào cái phần là Honors Earning. Đấy, thì ở đây sẽ có các cái phần chúng ta sẽ có thể nhận được cái phần thưởng này. Hôm trước thì mình có share cho anh em một cái kèo đến từ Hetman IDO đúng không? Và hôm trước những anh em nào mà trúng giải ấy, thì mình cũng đã có cập nhật cho các bạn ở trong cái channel Aerox CCA channel rồi, ở trong cái channel Telegram. Thì nếu bạn nào mà trúng ấy, thì chúng ta sẽ vào cái trang Honors Exchange đấy, để chúng ta tiến hành claim ở đây, các bạn nhận về ví và chúng ta có thể bán ở trên PancakeSwap để có thể nhận về cái USDT đó. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể là bán cũng như là nhận được cái token hôm sau khi mà nó có kết quả. Và dự kiến thì phần thưởng của chúng ta thì sẽ được phân phối về ví cho các bạn sau 7 ngày kể từ cái thời điểm IDO vesting lần 1. Đấy, thì cái thời điểm IDO và cái timeline của cái dự án này thì anh em có thể là vào join vào cái kênh CCA Channel để chúng ta có thể cập nhật các cái thông tin. Đây, thì hôm trước mình đã có cập nhật cho anh em một số các cái thông tin về cái dự án Pyramid này. Đây, anh em có thể tìm hiểu đây nhé. Đây, mình đã có share cho anh em một số các cái slot random cũng như là tham gia một số các cái Aerox đến từ cộng đồng CCA Channel. Đó. Và kèo này thì mình thấy là nó chỉ vesting 20% thôi. Tuy nhiên là thấy cái cộng đồng cũng khá là FOMO và cái CEO của dự án cũng đã AMA và cũng rất là chỉnh chu về cái dự án này. Nên là các bạn cũng có thể tham khảo tìm hiểu thêm thông tin. Nếu mà có tham gia thì chúng ta cũng có thể tham gia. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.